giải kinh, Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 15. Hai là diệu xúc thù thắng, tức đụng chạm vào tạo cảm giác vi diệu thù thắng. Kinh dạy, nhu nhuyễn sáng sạch. Chữ sáng chỉ các thứ quan sắc vô lượng như đoạn trên đã nói. Sạch nghĩa là thể chất của hoa thanh tịnh. Nhu nhuyễn chính là cảm giác thù thắng khi đụng chạm vào hoa. Đâu La Miên là tiếng Phạn, Ngài Đạo Tuyên luật sư bảo là sợi tơ từ hoa của các loài thảo mộc, là tơ lấy từ các loài hoa như hoa bồ đài, bông liễu, hoa bạch dương, hoa bạch điệp, vân vân. Chữ Đâu La Miên được dùng với ý nghĩa mịn nhỏ. Lúng là chìm xuống, chân dẫm lên hoa cảm thấy mềm mịn như đạp lên Đâu La Miên. Chân lúng vào trong hoa sâu chừng 4 ngón, dở chân lên hoa lại bằng phẳng như cũ, nên kinh bảo hễ dở chân lên trở lại như cũ. Tiếp đó, hoa rơi 6 lần trong một ngày. Điều này cũng giống như kinh A Di Đà dạy: ngày đêm 6 thời trời mưa hoa mạng Đà La. 6 thời là buổi sáng, chín ngọ, lúc mặt trời lặn, lúc đầu đêm, lúc giữa đêm, lúc cuối đêm. Buổi sáng mưa hoa, quá khỏi giờ ăn, hoa ấy tự nhiên biến mất, đại địa thanh tịnh, lại mưa hoa mới. Chữ giờ ăn chỉ lúc ăn cơm, tức là lúc chín ngọ vậy. Kinh Sa Di Thập Giới Nghi Tắc nói rằng, như lúc thọ trai thì chẳng được ăn quá giờ ngọ. Như vậy, câu kinh trong Kinh Vô Lượng Thọ đây ngụ ý, vào lúc giữa trưa, hoa được rải vào buổi sáng sẽ tự nhiên biến mất, đại địa thanh tịnh như cũ. Ngay khi đó, trên không lại mưa xuống hoa mới. Suốt cả 6 thời như thế, hoa tuôn xuống, hoa biến mất đi, tuần hoàn như vậy, nên kinh bảo, tùy theo thời tiết tuần hoàn trọn khắp. Tuần hoàn có nghĩa là lần lượt xoay vòng, trở lại từ đầu. Khắp nơi là đầy khắp cả cõi nước. 6 lượt như thế giống như trên, không khác. Chữ 6 lượt giống như chữ 6 thời mưa hoa trong kinh Tiểu Bổn. Nhưng ngày đêm trong cõi cực lạc cũng chỉ là thuận theo tập tục cõi này mà nói. Sách Yếu Giải giảng rằng, y báo và chánh báo cõi ấy đều có quang minh, chẳng cần nhờ đến mặt trời mặt trăng để phân định là ngày hay đêm. Chỉ là thuận theo phương này nên mới giả nói có sự phân chia giờ khác như thế. Sách Sớ Sao giảng thêm, cõi ấy chẳng có tu di, mà cũng chẳng có mặt trời mặt trăng, luôn sáng sủa, không tối tăm, nên chẳng phân biệt là ngày hay đêm. Chỉ lấy hoa nở, chim hót là ngày, hoa khép lại, chim đậu lại là đêm. Ngài Từ Ân cũng viết trong sách Di Đà Thông Tán rằng, ao vàng hoa nở, người hóa sanh nghĩ là lúc ban ngày, chim đậu rừng quỳnh, Bồ Tát nghĩ là trời đã tối. Các thuyết khác cũng nói như vậy. Riêng sách Viên Trung Sao lại còn giải thích ở một mức độ cao hơn như sau. Trộm nghĩ, việc lấy hoa nở, chim hót làm ban ngày, coi lúc chim đậu, hoa khép là đêm, chỉ là khí phận của cõi phàm thánh đồng cư, còn chưa quên được những điều thuộc ế độ đáng lẽ phải nên quên đi. Ấy là vì chúng sanh vãng sanh đa số là kẻ mang nghiệp đi vãng sanh, còn trong 3 cõi trên ắt chẳng hề có tướng trạng như vậy. Số 26. Hoa sen báu và quang minh của Phật. Phẩm này thuật rõ hoa sen báu trong cõi Phật ấy. Mỗi hoa có quan sắc vi diệu, trong mỗi quang minh lại hóa hiện ngàn ức vị Phật. Mỗi vị Phật nói diệu pháp, an lập vô lượng chúng sanh, các thứ công đức vô tận chẳng thể nghĩ bàn như thế ấy. Phần chánh kinh. Lại nữa, các hoa sen báu mọc trọn khắp thế giới, mỗi đóa sen báu có 100.000 ức cánh,
Quang minh của hoa ấy có vô lượng màu: hoa xanh ánh sáng xanh, hoa trắng ánh sáng trắng, với các màu huyền, vàng, đỏ, tía. Quang và sắc cũng giống như vậy. Lại có vô lượng diệu bảo, trăm ngàn mani chói rực trân kỳ, sáng ngời như mặt trời mặt trăng. Những hoa sen ấy to nửa do tuần, hoặc một, hai, ba, bốn cho đến trăm ngàn do tuần. Mỗi một hoa tỏa ra 36 trăm ngàn ức quang minh. Phần chú giải. Trước hết, kinh nói đến hoa sen báo, sau đó mới thuật Phật hiện từ quang minh của hoa. Trong phần nói về hoa sen báo có đến 6 ý. 1. Hoa sen mọc khắp đầy cõi nước. 2. Số lượng cánh hoa sen, mỗi đó sen có trăm ngàn ức cánh. 3. Quang sắc vô lượng, bản thể của hoa chính là quang minh, nên kinh chép quang minh của những hoa ấy. Hoa sen lại có vô lượng màu sắc, kinh dùng 6 màu khác nhau: xanh, trắng, huyền, vàng, đỏ tươi, tía, để tượng trưng cho vô lượng màu. Hoa sen màu xanh phóng quang minh sắc xanh, hoa sen màu trắng phóng quang minh sắc trắng, các hoa sen màu huyền, vàng, vân vân cũng đều phóng quang minh cùng màu với màu sắc của hoa, nên kinh nói quang và sắc cũng giống như thế. 4. Hoa sen trang nghiêm bằng diệu bảo, lại có vô lượng diệu bảo trăm ngàn mani trang nghiêm hoa sen. Các báo ấy đều là thứ hiếm quý, nên bảo là trân kỳ. Các thứ diệu bảo ấy phóng vô lượng quang, quang minh có đủ các màu, mỗi màu lại phóng quang, chiếu rực, tô điểm lẫn nhau, nên bảo là chói rực. Tỏa sáng hơn cả mặt trời mặt trăng, nên bảo là sáng ngời hơn mặt trời mặt trăng. Quán kinh nói, trong mỗi một cánh hoa có trăm ức mani châu vương để tô điểm chói ngời. Mỗi một viên mani châu phóng ra trăm ngàn quang minh. 5. Kích thước của mỗi hoa sen là từ nửa do tuần cho đến trăm ngàn do tuần. 6. Hoa sen phóng ra quang minh màu nhiệm, mỗi một hoa sen tỏa ra 36 trăm ngàn ức quang. Trăm ngàn ức quang chỉ là con số tượng trưng nhằm biểu thị vô lượng. Về con số 36, tôi chưa hề thấy có ai chú giải tại sao lại có con số này. Theo ngu ý, mỗi cõi trong bốn cõi tịnh độ đều có chín phẩm, nên mới có con số 36, nhằm thể hiện số lượng phẩm vị trong cõi ấy. Mỗi phẩm có trăm ngàn ức đóa sen, dùng con số trăm ngàn ức chỉ để biểu thị một con số rất lớn. Mỗi đóa sen đều tỏa quang minh tiệp màu với màu hoa sen, cho nên có 36 trăm ngàn ức quang minh. Mỗi đóa sen gồm đủ những đặc tính của hết thảy các đóa sen khác, nên bảo là mỗi một hoa sen phóng ra 36 trăm ngàn ức quang minh. Thật ra, nói có 36 phẩm cũng chỉ là nói rất đại lược, chứ thật ra có đến vô lượng phẩm, nên ta có thể nói mỗi hoa sen thật ra tỏa vô lượng quang minh vậy. Phần chánh kinh. Trong mỗi quang minh xuất hiện 36 trăm ngàn ức Phật, thân sắc tử kim, tướng hảo thù đặc. Mỗi một vị Phật lại phóng trăm ngàn quang minh, vì khắp mười phương nói pháp vi diệu. Các vị Phật như thế, mỗi vị an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Phần chú giải. Đoạn này trần thuật sự kiện trong quang minh hóa hiện chư Phật. Trong đoạn kinh này có bốn ý chính. Một là số lượng Đức Phật hiện ra trong mỗi quang minh. Trong mỗi quang minh xuất hiện 36 trăm ngàn ức Phật. Hai là thân tướng chư Phật, thân màu tử kim, tướng hảo thù đặc. Tử kim chính là vàng ròng đã được dồi mài đến sáng bóng. Tướng hảo của Phật thì như quán kinh nói, vô lượng thọ Phật có 84,000 tướng. Mỗi một tướng
đều có 84,000 tùy hình hảo, cho nên bảo là thù đặc. Ba là Phật hiện ra trong quang minh, cũng lại phóng quang, lại phóng 100,000 quang minh. Bốn là Phật nói diệu pháp, vì khắp mười phương nói pháp phi diệu, những pháp ấy lại có lợi ích thù thắng, nên an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Những điều như vậy thật đã hiển thị sâu xa pháp giới sự sự vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn. Hoa sen trong cõi Phật sanh từ tâm Phật, hoa sen phóng quang, quang minh lại hiện ra nhiều vị Phật, Phật lại phóng quang, thuyết pháp độ sanh, thật là vô tận. Lại cần phải chú ý là cảnh giới như vậy chẳng những chỉ thị hiện diệu tướng, mà thật sự còn có vô biên diệu dụng, nói pháp vi diệu, an lập chúng sanh trong Phật chánh đạo. Đấy chính là cái lợi chân thật. Vì thế đoạn kinh này thật sự đã hiển thị chân thật trí huệ, chân thật, chân thật tế, vô vi pháp thân. Sách Hội Sớ nói, Tây phương Tịnh độ dùng hoa sen để làm Phật sự, nên có tên là Liên Hoa Thai Tạng Giới. Tiểu bổn Quán Kinh đã nói kỹ việc ấy. Nay kinh này chỉ bản ngụy dịch của Vô Lượng Thọ Kinh, cũng dùng ngay việc ấy để kết lại phần nói về y báo trang nghiêm. Như vậy, trong các thứ trang nghiêm trước đó cũng đều có những việc bất khả tư nghị. Ý kiến này rất xác đáng. Những điều kinh thuật trong phẩm trước cũng đều hiển thị toàn thể cõi cực lạc là pháp giới sự sự vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn. Số 22. Quyết chứng cực quả. Phẩm này tổng kết sự thanh tịnh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Cảnh và trí ngầm khế hợp nhau, nhân quả đồng nhất. Những người vãng sanh do trong tâm không có ý tưởng phân biệt là lấy hay bỏ, nên bên ngoài đều xa lìa các cảnh phân biệt. Do chẳng phân biệt nên thanh tịnh bình đẳng, chỉ thọ hưởng khoái lạc tối thượng, trụ trong chánh định tụ, quyết chứng cực quả, Di Đà bổn nguyện cứu cánh viên mãn. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, cõi nước Phật ấy chẳng có tối tăm, ánh lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cảnh tượng ngày đêm, cũng không có danh từ, năm, tháng, kiếp số, cũng lại chẳng trụ trước nhà cửa. Hết thảy mọi nơi đã chẳng có tiêu thức, danh hiệu, lại cũng chẳng có phân biệt lấy, bỏ, chỉ hưởng khoái lạc, thanh tịnh, tối thượng. Phần chú giải. Trong đoạn này, trước hết nói rõ cảnh tướng vô phân biệt, kế đến thuật rõ tâm niệm không phân biệt. Câu không có tối tâm, ánh lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cảnh tượng ngày đêm, tổng hợp từ 5 bản dịch. 2 bản dịch đời Hán và Ngô nói đến mặt trời, mặt trăng, hư không. Bản ngụy dịch chẳng nói rõ là có hay không. Bản đường dịch và tống dịch cùng nói chẳng có mặt trời, mặt trăng. Sách A-di-đà Sớ Sao bảo rằng, nếu nói một cách dung hòa thì tuy có mặt trời mặt trăng, nhưng bị quang minh của Phật và thánh chúng che lấp, nên cũng như chẳng có. Xét về mặt lý, phải không có mặt trời mặt trăng mới hợp lẽ. Vì sao vậy? Từ cõi trời Đao Lợi trở lên đã không cần đến mặt trời mặt trăng, huống là cõi cực lạc. Theo Liên Trì Đại Sư, xét về mặt lý thì phải không có mặt trời mặt trăng mới đúng. Hội bản đây lấy ý hai bản đường dịch và tống dịch, nói thẳng là chẳng có mặt trời mặt trăng, thật phù hợp với ý của Liên Trì Đại Sư. Từ trời Đao Lợi trở lên, chư thiên còn chẳng cần đến mặt trời mặt trăng, huống hồ là thế giới cực lạc. Bản Hán dịch lại ghi, quang minh từ trên đảnh của vô lượng thanh tịnh Phật, tức là A-di-đà Phật, sáng chói cùng cực. Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao đều bị ngưng giữa không trung, chẳng xoay chuyển vận hành được nữa, cũng chẳng còn có tinh quang.
các quang minh ấy đều bị khuất lấp chẳng hiện. Câu này rất phù hợp với cách nói dung hòa của Đại sư Liên Trì. Quang minh của mặt trời mặt trăng cõi ấy bị quang minh của các vị thánh che lấp chẳng hiện được. Như kinh nói, mặt trời mặt trăng lửa châu đều bị ẩn giấu ánh sáng. Phẩm lễ Phật hiện quang trong kinh đây cũng nói, hết thảy quang minh của Thanh Văn Bồ Tát đều bị ẩn lấp, chỉ thấy quang minh của Phật sáng ngời rực rỡ. Quang minh của Bồ Tát còn bị phủ lấp, huống là quang minh của mặt trời mặt trăng tinh tú vân vân. Vì vậy cõi ấy chẳng có tối tăm, ánh lửa mặt trời mặt trăng tinh tú, cảnh tượng ngày đêm chỉ luôn sáng chói, chẳng có ngày đêm, cũng chẳng có danh từ năm tháng kiếp số. Trong cõi thế gian này thì phải có năm tháng ngày đêm kiếp số, vì địa cầu mặt trăng mặt trời tinh vân đều vận hành, tự chuyển hoặc là bị chuyển động. Do thái dương hệ chứa các tinh tú ấy cũng xoay vần, nên bèn có ngày đêm, một tháng một năm một kiếp vân vân. Do đó năm tháng dần trôi. Còn theo bản Hán dịch, mặt trời mặt trăng tinh tú đều ngừng giữa hư không, chẳng xoay chuyển vận hành được, thì cõi ấy dẫu có mặt trời mặt trăng tinh tú đi nữa, nhưng chúng không vận chuyển thì làm sao có ngày đêm sai khác được. Thời gian không biến đổi nên chẳng có danh từ ngày đêm năm tháng kiếp số. Chỉ do thuận theo các phương khác nên mới bảo là có năm tháng. Ta nên biết rằng thời gian sanh từ chuyển động. Xét về cội gốc, chuyển động phát sanh từ ý niệm, do vọng niệm tiếp nối nên có thời gian. Khoa học cận đại đã thừa nhận thuyết của ái nhân tư đảng Einstein, thời gian chỉ là do ảo giác của con người. Thuyết này khá phù hợp với điều ta đang bàn ở đây. Với ý, lại cũng chẳng trụ trước nhà cửa. Các bản dịch cũng chẳng hề nói xác quyết là có nhà cửa hay không. Câu kinh, nhà cửa họ ở đều hết sức trang nghiêm, đẹp đẽ, hoặc ở trên hư không, hoặc trên mặt đất, trong phẩm thọ dụng đầy đủ ở phần trước đã nói rõ. Chẳng phải là nhất định không có nhà cửa. Chữ không dùng trong đoạn này chỉ có nghĩa là chẳng chấp trước vào tướng nhà cửa. Hội chúng cõi cực lạc nghe toàn những âm thanh vô ngã, nên tâm họ thanh tịnh một cách tương ứng với điều được nghe, không có các phân biệt. Đã không có ngã thì làm sao có ý tưởng nhà cửa của mình. Vì vậy đối với nhà cửa mình ở chẳng hề chấp trước. Do đó kinh nói lại không trụ trước nhà cửa. Hơn nữa, do nhân và ngã đều không, nên mọi thứ cần gì đến tiêu thức danh hiệu. Tiêu thức là những biểu tượng nhằm để phân biệt một cá nhân, chẳng hạn như các huy hiệu gia tộc. Diệu cảnh như vậy chính là do trí và tâm xa lìa, phân biệt lấy bỏ tạo thành. Tâm tịnh quốc độ tịnh, tâm lìa phân biệt nên cảnh cũng chẳng phân biệt. Tâm ấy cảnh ấy vốn chẳng phân biệt, trí cảnh nhất như tuyệt các trần cấu, nên bảo chỉ hưởng khoái lạc thanh tịnh tối thượng. Như kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói, chỉ có vô lượng hỷ lạc thanh tịnh. Phần chánh kinh. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc đã sanh, hoặc sẽ sanh, thì đều trụ trong chánh định tụ, quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì cớ sao? Nếu là kẻ tà định tụ và bất định tụ, thì chẳng thể biết rõ, kiến lập nổi cái nhân ấy. Phần chú giải. Đoạn này nói về quả thành tựu của nguyện 29, trụ chánh định tụ, và nguyện 12, quyết định thành chánh giác của Đức Di Đà. Điều này chính là cốt lõi của toàn bộ bổn hoài của Phật Di Đà, là thánh quả của vô lượng diệu hạnh, là trí lực phương tiện đạt đến mức cùng cực, là chỗ rốt ráo của đại nguyện độ sanh. Kinh văn nhắc đến ba thứ,
chánh định, tà định và bất định tụ. Tụ có nghĩa là giống nhau, cùng loại. Ba tụ này được các kinh luận của cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa đề cập đến, nhưng nội dung sai khác rất nhiều. Tiểu Thừa như câu Xá Luận nói, các thánh giả từ sơ quả trở lên thuộc về chánh định tụ, kẻ tạo ngũ vô gián nghiệp thuộc về tà định tụ, còn lại những kẻ khác chẳng thuộc về hai tụ trên thì thuộc về bất định tụ. Đại Thừa lại hiểu tam tụ theo nhiều cách. Trí Độ Luận quyển 45 nói, một là chánh định tụ, quyết định nhập Niết Bàn; hai là tà định tụ, quyết đọa ác đạo; ba là bất định. Thích Đại Diễn Luận quyển 1 bảo rằng có ba thuyết. Một là trước khi đạt địa vị thập tính thì thuộc tà định tụ, do chẳng tin vào quả báo của nghiệp. Tam hiền tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập thánh tức thập địa Bồ Tát, gọi là chánh định tụ, do thuộc địa vị bất thoái. Thập tính gọi là bất định tụ, do hoặc tiến hoặc thoái chẳng quyết định. Đại Thừa khởi tính luận đồng quan điểm này. 2. Trước khi đạt thập tính và ngay cả địa vị thập tính thuộc về tà định tụ. Đại Quả Giác là chánh định tụ, tam hiền thập thánh thuộc về bất định tụ. 3. Trước khi đạt đến thập tính là tà định tụ, thập thánh là chánh định, thập tính và tam hiền thuộc về bất định tụ. Các thuyết bất đồng. Tiểu Thừa coi từ sơ quả trở lên đã thuộc về chánh định, còn Đại Thừa thì hoặc lấy việc quyết định nhập Niết Bàn, hoặc lấy địa vị từ tam hiền trở lên, hoặc địa vị từ thập địa trở lên, hoặc dùng địa vị Đại Quả Giác làm tiêu chuẩn phán định chánh định tụ. Còn về việc kinh này nói chúng sanh cõi cực lạc đều trụ trong chánh định tụ, Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng địa vị bất thoái nên gọi là chánh định. Chẳng cần biết là Tiểu Thừa hay Đại Thừa, chúng sanh hễ cứ sanh về cõi kia đều trụ trong chánh định. Ngài Vọng Tây chia sẻ quan điểm này như sau: hết thảy phàm phu thiện ác nương nguyện lực của Phật sanh về cõi kia đều ở vào địa vị bất thoái, nên gọi là chánh định tụ. Ngài Cảnh Hưng lại bảo, hễ sanh về tịnh độ thì chẳng luận là phàm hay thánh, đều quyết định hướng đến Niết Bàn, quyết định hướng đến thiện hạnh, quyết định sanh trong đường lành, quyết định hành lục độ, quyết định được giải thoát. Nên chỉ có chánh định tụ, không còn có hai thứ kia. Sách Hội Sớ cũng nghĩ như vậy. Sách Bình Giải dựa theo ý Tổ Thiện Đạo giải thích như sau: như Thích Ma Ha Diễn Luận giảng chánh định tụ là từ tam hiền thập địa cho đến Phật quả, chánh định tụ của Tịnh Tông cũng giống như vậy. Dẫu hiện có các địa vị tam hiền, thập thánh vân vân, nhưng cuối cùng đều đạt đến diệt độ, chẳng qua là chỉ có một cõi Niết Bàn nhưng thị hiện sai biệt. Xét theo một pháp cú thì xét ngay nơi bản tướng thập địa tam hiền chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Thuyết của sách Bình Giải đã hiển thị sâu xa ý kinh này, vì chủ lẫn bạn trong tịnh độ đều là Đại Thừa nên đều trụ trong chánh định tụ. Dẫu thị hiện thập thánh, tam hiền vân vân, nhưng về bản thể đều quyết định nhập Niết Bàn, ngay nơi tướng này chính là pháp thân. Do đó, tiếp ngay theo câu đều trụ trong chánh định tụ, kinh nói quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Người vãng sanh đều thuộc trong chánh định tụ, quyết định thành Phật, hiển thị sự bất khả tư nghị của Di Đà đại nguyện đến mức độ cùng cực. Phẩm này hội tập cả ba bản dịch Ngụy, Đường, Tống. Câu kinh hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh, chữ hoặc sẽ sanh lấy từ hai bản dịch đời Đường và Tống.
đều trụ trong chánh định tụ, hiển thị sâu sắc sự sâu rộng của Di Đà đại nguyện. Chẳng những người đã vãng sanh cực lạc trụ trong chánh định tụ, quyết chứng vô thượng đạo, mà hết thảy những người cầu vãng sanh cực lạc trong hiện tại hoặc trong tương lai, chỉ cần phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm thì sẽ tương ứng với bổn nguyện của Phật Di Đà. Dẫu ở trong uế độ vẫn còn là phàm phu đầy dẫy, nhưng hễ vãng sanh thì ắt trụ trong chánh định tụ, quyết chứng bồ đề. Đây thật là điều siêu tình ly kiến, chẳng thể nghĩ bàn, dứt bặt đối đãi một cách viên dung, phương tiện rốt ráo. Bản Đường Dịch lại bảo: hoặc kẻ sẽ sanh đều sẽ rốt ráo vô thượng bồ đề đến chốn niết bàn. Vì cớ sao? Nếu là tà định tụ và bất định tụ thì chẳng thể biết rõ kiến lập nổi cái nhân ấy. Ý nói người sẽ sanh về cực lạc đều phải kiến lập chánh nhân vãng sanh, nương theo chánh nhân ấy thì ắt đạt cái quả vãng sanh, tất nhiên đạt địa vị bổ xứ thành Phật. Nên kinh bảo: quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kẻ tà định tụ và bất định tụ chẳng thể thật, vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu xa trì danh hiệu Phật, nên chẳng thể biết rõ kiến lập nổi cái nhân ấy. Hơn nữa, Thiện Đạo Đại Sư đời Đường là bậc thâm nhập kinh tạng, đã chỉ rõ đại nguyện nhập chánh định tụ của Phật Di Đà tạo lợi ích cho cả nhân dân cõi cực lạc lẫn chúng sanh trong cõi Sa Bà này. Sách Bình Giải viết: chánh định tụ trong cõi này, tức Sa Bà, là mật ích, tức lợi ích ngầm. Chánh định tụ cõi kia là hiển ích, tức lợi ích hiển nhiên. Sách còn viết: mật ích ngay trong đời này chính là giáo nghĩa bất cộng của Kim Gia, tức Ngài Thiện Đạo. Ta thấy sách Bình Giải đã cực lực tán dương thuyết của Thiện Đạo Đại Sư. Người sẽ được vãng sanh tuy thân còn đang ở trong cõi Sa Bà đã được hưởng lợi ích bí mật là nhập vào chánh định tụ. Đấy là diệu nghĩa thù thắng bất cộng của Tổ Sư. Gọi là mật ích vì người vãng sanh ngầm được hưởng lợi ích này. Ngay trong kinh Tiểu Bổn cũng có đoạn tương hợp với giáo thuyết này. Kinh chép: nếu có kẻ đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh cõi Phật A-di-đà, thì những người ấy đều đắc bất thoái chuyển nơi A-nậu-đa-la Tam Miệu Tam Bồ Đề. Rõ ràng, hết thảy những ai phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ trong quá khứ, tương lai, hiện tại đều được bất thoái chuyển nơi vô thượng bồ đề. Đủ thấy lợi ích thù thắng bất thoái chuyển hiện hữu cho suốt cả chúng sanh hai cõi, thật tương đồng với huyền chỉ của đoạn kinh Vô Lượng Thọ đây: A Di Đà Phật đại nguyện đại lực chẳng thể nghĩ bàn. Cho đến phẩm 22 này, kinh đã chuyên bàn về sự trang nghiêm nơi y báo chánh báo cõi cực lạc. Đoạn kinh trên nhằm kết thúc những điều bàn luận ấy. Những nghĩa lý của kinh văn trong những phần trên đã được sách Vô Lượng Thọ Kinh khởi tính luận, quy kết về tự tâm như sau: các sự trang nghiêm, các việc Phật sự đã nói trên chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, như trăng trong nước, như hình tượng được vẽ ra, như người được hóa hiện bởi huyễn thuật. Chúng đều là do Phật lực tùy tâm của chúng sanh mà xuất hiện. Ta nên biết rằng, thần lực của hết thảy chúng sanh và thần lực của Như Lai vốn không hai không khác. Nếu chẳng có đại nguyện, đại hạnh để phát khởi cái nhân thù thắng, thì chẳng biết, chẳng hay, trầm luân muôn kiếp. Nếu có thể trong nhất niệm, xoay trở lại nhận rõ cái tánh sáng suốt, thì mới hay của gia bảo sẵn có, như vào núi báu nhặt của cải vô tận, như vào hương quốc chạm vào chỗ nào cũng thơm ngát. Phải đạt đến nơi mới nghỉ ngơi, chứ đừng nửa đường bỏ cuộc. Số 23: mười phương Phật ngợi khen. Phẩm này gồm ba ý chính: mười phương chư Phật khen ngợi,
thâm ý những lời khen của chư Phật. Công đức chẳng thể nghĩ bàn của nhất niệm tịnh tín. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, trong mỗi một thế giới, các vị Phật như hằng hà sa, mỗi vị đều hiện tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang, nói lời thành thật, khen ngợi vô lượng thọ Phật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật trong hằng sa thế giới, nơi phương Nam, Tây, Bắc cũng khen ngợi như thế. Chư Phật trong hằng sa thế giới ở bốn phương bàn, trên, dưới cũng khen ngợi như vậy. Phần chú giải. Trước hết nói đến phương Đông là thuận theo thế tục. Mặt trời mọc từ phương Đông. Các thế giới trong phương Đông nhiều như số cát sông Hằng, hằng hà sa số. Trong mỗi một thế giới đều có hằng hà sa số Phật. Mỗi Đức Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang, nói lời thành thật. Tướng lưỡi rộng dài chính là một trong 32 tướng hảo. Lưỡi to, dài, mềm mại, đỏ tươi, mỏng mảnh, thè ra có thể che cả mặt đến tận mí tóc. Trong sách Viên Trung Sao, Đại sư Cừ Am viết rằng: hiện tướng lưỡi rộng dài nhằm biểu thị chẳng hư vọng. Từ vô lượng kiếp đến nay, miệng không có bốn lỗi nên cảm được tướng này. Sách Sớ Sao cũng nói: bởi Thế Tôn nhiều kiếp nói lời thành thật nên tướng lưỡi rộng dài khác lạ thường nhân. Nhưng tướng lưỡi của Phật lại có thường tướng và hiện tướng khác biệt. Nếu là thường tướng thì ngậm vào vừa hết trong miệng, thè ra thì che cả mặt đến tận mí tóc. Để làm cho ngoại đạo sanh lòng tin, Phật đã từng hiện bày tướng như vậy. Còn nếu là hiện tướng thì có lớn nhỏ sai khác. Kinh A-di-đà chép rằng: hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị ở trong nước mình hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Kinh bảo: che khắp tam thiên đại thiên thế giới, đấy chính là hiện tướng thù thắng. Đem so kinh này với tiểu bổn thì đại kinh chẳng nói che khắp, nhưng nói phóng vô lượng quang, thì biết là tướng lưỡi này chính là quang minh ấy, quang minh ấy chính là tướng lưỡi này, chẳng hai chẳng khác. Kinh nói phóng vô lượng quang, nên ta biết rằng pháp âm vang vọng vượt khỏi cả tam thiên đại thiên thế giới. Sách Viên Trung Sao còn viết tiếp rằng: kinh Pháp Hoa chỉ nói đến cao nhưng không nói đến rộng, nên kinh ấy chỉ nói pháp âm thấu đến trời phạm thế. Kinh này nói về rộng nhưng chẳng nói đến cao, nên bảo là che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cần biết rằng hai kinh nói giống nhau, chỉ vì kinh văn giản lược nên chỉ riêng nêu một phương diện, nhưng đều cùng biểu thị chẳng hư vọng. Hiện tướng này để người nghe mau sanh lòng tin mà thôi. Lại xét về nghĩa thì kinh Pháp Hoa nói đến việc vượt ra ngoài tam giới theo chiều dọc, nên chỉ nói đến cao. Kinh này nói cách vượt ngang khỏi tam giới, nên chỉ bàn về rộng. Nhưng ngang chính là dọc, dọc chính là ngang. Văn tuy giản lược nhưng ý nghĩa tương đồng. Giáo nghĩa này của sách Viên Trung Sao thật là tinh diệu, khiến người sanh lòng tin sâu xa. Từ Ân Pháp Sư lại bảo: để chứng thực việc nhỏ thì Phật hiện tướng lưỡi hiện che cả mặt đến tận mí tóc. Nay kinh đây nói che khắp đại thiên là để chứng thực đại sự. Ngài còn bảo Bồ Tát đắc tướng lưỡi che mặt nên chẳng nói hai lời, toàn nói lời chân thật. Lưỡi mới chỉ che mặt thì đã chẳng hư vọng, huống là che được cả đại thiên. Vì vậy bọn chúng ta phải nên sanh lòng tin chân thật đối với lời khen ngợi của chư Phật. Nói lời thành thật.
nói lời chí thành, chân thật, chẳng dối. Sách Di Đà Sớ Sao nói: thành thật ắt là đáng tin, vì thành là chân thật, khẩn thiết, không trá ngụy. Thật là chắc chắn đúng, chẳng dối. Đó là Sư Tử Hống, vô úy thuyết, dẫu ngàn thánh nhân xuất hiện cũng chẳng thay đổi được. Muôn đời giữ lấy làm khuôn phép vậy. Sách còn viết: thuần chơn, dứt vọng, vạn kiếp vẫn như thế. Nói lời thành thật còn gì hơn thế? Như vậy, lời chư Phật khen, vô lượng thọ Phật công đức chẳng thể nghĩ bàn, chính là lời cực chơn, cực thật. Ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thể biến cải, muôn đời tuân thủ chẳng thể trái nghịch. Thuần là chân thật, chẳng hề hư vọng. Do vậy, bọn chúng ta đều phải nên tin chắc, chớ ôm lòng nghi. Về chữ công đức chẳng thể nghĩ bàn, xin xem lại lời giải thích trong phẩm 11. Kế đó, kinh nói mười phương hằng sa chư Phật cũng đều khen ngợi Đức Di Đà như thế. Sách Hội Sớ nói, tuy chư Phật chứng đắc bình đẳng như một, nhưng cái lợi ích niệm Phật được vãng sanh là diệu pháp bất cộng của Phật Di Đà, nên chư Phật nhượng đức, dạy quy về một đức Phật. Đấy là kết quả của lời nguyện 17 vậy. Ý nói, Phật, Phật đạo đồng, chẳng có cao, thấp, nhưng pháp môn niệm Phật vãng sanh chính là diệu pháp bất cộng của Phật Di Đà, nên cái lợi ích đó cũng là bất cộng. Vì vậy, chư Phật kính nhường đức Ngài, nhằm hiển thị công đức vô biên của hết thảy chư Phật đều quy về một đức Phật Di Đà, ngõ hầu mười phương chúng sanh đều nhập Di Đà nguyện hải, vãng sanh thế giới cực lạc. Đấy chính là nguyện thứ 17, chư Phật khen ngợi được thành tựu. Mười phương khen ngợi thì danh hiệu mới có thể vang khắp mười phương, phổ nhiếp vô biên chúng sanh cùng quy hướng cực lạc. Phần chánh kinh. Vì sao thế? Muốn khiến cho tất cả chúng sanh trong các phương khác nghe danh hiệu Phật ấy, phát tâm thanh tịnh, ức niệm, thọ trì, quy y, cúng dường, cho đến phát sanh được một niệm tịnh tín, đem tất cả thiện căn chí tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi kia, tùy nguyện đều sanh, đắc bất thoái chuyển, cho đến thành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phần chú giải. Đoạn này giảng rõ nguyên nhân chủ yếu vì sao chư Phật khen ngợi. Vì muốn cho chúng sanh nghe danh hiệu sanh lòng tin, phát nguyện cầu sanh, ắt chứng vô thượng Bồ Đề. Sách Hội Sớ nói, đây chính là nguyện 18 được thành tựu. Chỗ quy thú của cả bộ kinh chỉ là ở điểm này. Vì sao vậy? Tuy cả 48 nguyện đều thù thắng, nhưng niệm Phật vãng sanh là cốt yếu nhất. Tuy thành tựu của mỗi nguyện đều là khó nghĩ tưởng nổi, nhưng nguyện này thành tựu mới là bất cộng. Vì vậy chư Phật ngợi khen. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng giảng câu nghe danh hiệu Phật ấy như sau. Chữ nghe có nghĩa là chúng sanh nghe gốc ngọn sanh khởi của lời Phật nguyện mà chẳng có tâm nghi, thì đó mới là nghe. Nghe danh hiệu được phước nên có thể phát sanh lòng tin thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là lòng tin chẳng nghi, còn có nghĩa là lòng tin trong sạch, chẳng cấu nhiễm. Sách Thắng Mang Bảo Quật quyển thượng có nói, thanh tịnh tâm là lòng tin trong sạch, khởi tâm tin trong sạch lại còn có nghĩa là tâm chẳng có phiền não lẫn vào, thì gọi là tâm thanh tịnh. Ức niệm thọ trì. Thọ là tin nhận, trì là giữ vững, ức là nhớ đến công đức của Phật, niệm là niệm danh hiệu Phật. Quy y là thân tâm quy hướng, nương theo chẳng bỏ. Cúng dường là như sách Huyền Tán bảo, dân tài, hạnh là cúng. Giữ gìn giúp đỡ là dường. Chữ tài hạnh chỉ hai thứ cúng dường. Một là tài cúng dường, tức là cúng những vật như hương, hoa, thuốc men, tài vật, đầu, mắt, tủy, não,
núi sông đại địa, vân vân. Hai là pháp cúng dường, tu hành đúng như lời dạy để cúng dường. Sách Di Đà Sớ Sao viết: Thanh Lương đại sư nói, đại hạnh hòa thượng đời Cao Tề tôn sùng niệm Phật, dùng bốn chữ để dạy dỗ: hai chữ ức niệm, chẳng rời nơi tâm; hai chữ xưng kính, chẳng rời nơi miệng. Đấy chính là ý chỉ của câu ức niệm thọ trì quy y cúng dường trong kinh này. Sách Sớ Sao còn nói, để vãng sanh tịnh độ phải có lòng tin. Ngàn người tin, ngàn người sanh; vạn người tin, vạn người sanh. Tin vào danh hiệu Phật thì chư Phật liền cứu, chư Phật liền hộ trì. Tâm luôn nhớ Phật, miệng thường niệm Phật, thân luôn kính Phật thì mới gọi là thâm tín. Dù phát tâm sớm hay muộn cũng chẳng hề trụ vào pháp nào của cõi Diêm Phù Đề nữa. Cách thúc đẩy phát khởi này là thiết yếu nhất. Đoạn kinh này lại đặc biệt nói nhất niệm tịnh tín và chí tâm nguyện sanh. Đấy đều là công đức tùy nguyện vãng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Sách Hội Sớ giảng chữ nhất niệm như sau: nghĩa là chánh nhân vãng sanh chỉ cốt ở tin trong mỗi niệm, chẳng nệ là niệm nhiều hay ít. Sách Giáo Hạnh Tín Chứng cũng nói, một niệm có nghĩa là tín tâm không nhị tâm, nên bảo là nhất niệm. Đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm là cái nhân chân chánh của thanh tịnh báo độ, đạt được kim cang chân tâm, vượt ngang khỏi năm đường tám nạn, ắt đạt được mười thứ lợi ích ngay trong đời hiện tại. Một là được quỷ thần thánh chúng thủ hộ, cho đến điều lợi ích thứ mười là nhập chánh định tụ. Sách Di Đà Sớ Sao lại viết, tín chính là tịnh tâm. Thành Duy Thức Luận nói, tín là thật đức có thể nhẫn được dục lạc một cách sâu xa. Tâm tịnh là tánh, sao lại bảo là tịnh tâm? Là vì tâm thù thắng như thủy thanh châu lóng trong nước đục. Các nhiễm pháp lại đều có tự tướng, chỉ do chẳng tin nên tự tướng bị vẫn đục, lại khiến cho tâm, tâm sở cũng bị vẫn đục như vật cực dơ, đã tự khiến mình dơ lại, còn làm dơ vật khác. Tính có thể chuyển biến điều ấy, nên tịnh là tướng. Nay tu tịnh độ thì tâm tịnh là điều cốt yếu, nên tính là nhiệm vụ cấp bách, thật đã quá rõ vậy. Do đó, kinh A-di-đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni nói rằng, thế giới an lạc, tất cả Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn, thần thông biến hóa, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Nếu tin được những việc như vậy, thì nên biết là người ấy là chẳng thể nghĩ bàn, đạt được nghiệp báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Sách Yếu Giải cũng nói, chỉ có bậc đại trí mới có thể tin chắc thật. Sách An Lạc Tập dựa theo sách Luận Chú lập ra ba tâm. Một là thuần tâm, tức là tín tâm sâu dày. Hai là nhất tâm, tức là tín tâm thuần nhất. Ba là tương tục tâm, tức là tín tâm liên tục, chẳng tạp các niệm khác. Lại còn bảo, nếu có thể liên tục thì chính là nhất tâm, nếu có thể nhất tâm thì chính là thuần tâm. Đủ cả ba tâm này mà lại chẳng sanh thì quyết chẳng có lẽ ấy. Xét chung các kinh luận, Sớ Sao bảo rằng tín chính là tịnh tâm. Cổ Âm Kinh bảo tin được những việc như thế là chẳng thể nghĩ bàn. Yếu Giải bảo tín chính là đại trí. An Lạc Tập bảo đủ cả ba tâm ấy mà lại chẳng sanh thì quyết chẳng có lẽ ấy. Các thuyết trên cùng chỉ rõ tín tâm thanh tịnh là quý nhất. Kinh này lại thêm hai chữ nhất niệm, thành ra nhất niệm tịnh tín. Đủ thấy tín tâm này chính là nơi đầu sào trăm thước tiến thêm bước nữa, há thể suy lường nổi ư? Câu tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm, ngôn ngữ bạc dứt,
chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, trong sách Tính Tâm Minh của Tứ Tổ Thiền Tông thật có cùng một ý chỉ với kinh này. Sách Hồi Sớ bảo tâm tịnh tính là chánh nhân để vãng sanh. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng xưng tụng tính tâm là cái nhân chân thật của thanh tịnh báo độ. Cả hai sách cùng bảo nhất niệm chính là nhất tâm. Sách Chỉ Quán quyển 5 bảo rằng nhất tâm có đủ cả 10 pháp giới. Do đó, nhất tâm chính là thật thể của vạn hữu, mà cũng chính là chân như. Nhất tâm còn được gọi là kim cang tâm, có khả năng mở toang con mắt trí huệ trong tâm mỗi người. Trong câu chí tâm hồi hướng nguyện sanh cõi kia, chí tâm chính là tâm chí thành được nói trong Quán Kinh. Sách Tứ Thiếp Sớ, tức Quán Kinh Sớ của Tổ Thiện Đạo, nói rằng chí là chân, thành là thật. Nói hết thảy chúng sanh khi tu các hạnh giải nơi thân khẩu ý nghiệp thì đều phải thực hiện bằng tâm chân thật, chẳng được bề ngoài làm ra vẻ hiền thiện tinh tấn, bên trong ôm lòng hư giả, tham sân tà ngụy, gian trá trăm chiều, ác tánh khó lay, sự như rắn rết. Tuy khởi tam nghiệp nhưng chỉ đáng gọi là sự lành tạp độc, cũng gọi là hạnh hư giả, chẳng thể gọi là nghiệp chân thật. Hồi hướng là đem hết thảy thiện căn chính mình đã tu hướng đến chúng sanh, cũng như hướng đến Phật đạo. Tiếp đó kinh nói nguyện sanh cõi kia là hồi hướng tính hành của chính mình để cầu vãng sanh. Đây cũng chính là tâm hồi hướng phát nguyện trong ba tâm được nói trong Quán Kinh. Kinh dạy, một là tâm chí thành, hai là thâm tâm, ba là tâm hồi hướng phát nguyện. Đủ cả ba tâm thì ác sanh cõi kia. Sách Hồi Sớ nói rằng, hồi hướng có tự lực hồi hướng và tha lực hồi hướng. Nếu đem nhân hạnh của chính mình để hồi hướng đến cái quả trong mai sau thì là tự lực, chuyên cậy vào Phật nguyện, chẳng cậy đến sức lực của chính mình thì là tha lực. Chẳng phải là phàm tình hồi hướng nên cũng gọi là bất hồi hướng. Chẳng cậy vào tự lực, hoàn toàn dựa vào tha lực thì phàm tình chẳng hiểu biết được nổi sự hồi hướng như thế, nên gọi là bất hồi hướng. Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói Bồ Tát hồi hướng như vậy thì chẳng đọa vào tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ấy chẳng tham đắm mà hồi hướng. Đó gọi là vô thượng hồi hướng. Phàm tình gọi đó là bất hồi hướng, nhưng thật ra chính là vô thượng hồi hướng. Tịnh độ là tha lực pháp môn, sáu chữ hồng danh Di Đà và nhất thừa nguyện hải đều là tha lực. Nương vào Phật nguyện hồi hướng vãng sanh chính là vô thượng hồi hướng. Vì vậy, sanh được một niệm tịnh tính, đem tất cả thiện căn chí thành hồi hướng thì tùy nguyện đều sanh, như sách Hồi Sớ đã khai thị. Chỉ cốt tin được trong một niệm, chẳng nệ niệm nhiều hay ít. Sách Yếu Giải cũng bảo nếu tín nguyện kiên cố thì dẫu lâm chung 10 niệm hay một niệm cũng quyết định được vãng sanh. Nếu không tín nguyện thì dù có trì danh đến mức gió chẳng thổi lọt, mưa chẳng ướt nổi, khác nào tường đồng vách sắt thì cũng chẳng vãng sanh nổi. Các bậc đại đức của Trung Hoa lẫn Nhật Bản đều xem tín nguyện là chánh nhân vãng sanh, đều xem tín nguyện là con mắt của cả trời lẫn người. Sách Di Đà Sớ Sao cũng nói chỉ có nguyện thì không một người nào chẳng sanh. Đã biết là nguyện lực rộng lớn như thế thì há đâu chẳng tin, lẽ nào chẳng nguyện. Người tu tịnh nghiệp thật phải nên khắc cốt ghi tâm, chẳng chút tạm quên câu phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm của kinh này, cũng như câu tín nguyện trì danh trong kinh Tiểu Bổn vậy. Sách Vô Lượng Thọ kinh Khởi Tín Luận cũng bảo nhất niệm có cùng ý nghĩa với chí tâm hồi hướng.
luận bảo rằng một niệm chí tâm hồi hướng liền được vãng sanh. Hành giả như có thể một niệm chân thành tin nhận thì cần gì phải bận tâm đến những thứ phụ trợ khác. Hết thảy chúng sanh nổi trôi trong sanh tử chỉ nghĩ đến một niệm này, không nghĩ gì khác. Dẫu cho đến lúc ngộ được chân tánh trở về nguồn gốc, thành đẳng chánh giác vẫn chỉ có một niệm này, không có niệm nào khác. Sách Đại Trí Độ Luận nói rằng, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì trong một niệm có thể nghiền thành vi trần hết thảy đại địa, núi non trong các tam thiên đại thiên thế giới, nhiều như các sông Hằng trong cả mười phương. Sức của nhất niệm chẳng thể nghĩ bàn. Niệm Phật như vậy thì tâm này chính là Phật, Phật chính là tâm, chẳng trong chẳng ngoài, không trói buộc, không giải thoát. Khắp cả núi, sông, đại địa, mười phương hư không, chẳng một nơi nào dẫu nhỏ bằng hạt cải lại chẳng phải là chỗ Đức Vô Lượng Thọ Phật hiện thân thuyết pháp. Cho đến ly chính là phi ly, nhập ngay vào đại quang minh tạng của Như Lai. Số 24. Ba bậc vãng sanh. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan, nói chung chư thiên nhân dân trong mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi kia gồm có ba bậc. Phần chú giải. Phẩm trước là mười phương chư Phật khen ngợi, đó chính là kết quả của nguyện chư Phật khen ngợi. Ấy là vì chư Phật muốn cho chúng sanh nghe danh hiệu phát tâm, ức niệm, thọ trì, thỏa nguyện được vãng sanh. Phẩm này bàn về các loại nhân hạnh để vãng sanh. Phàm phu sau khi nghe danh hiệu Phật liền phát tâm. Do tín nguyện có sâu cạn nên phát tâm có lớn hay nhỏ, trì tụng nhiều hay ít, tu tập có siêng, lười, nhiều nỗi sai khác. Túc căn của chúng sanh có vô lượng sai biệt, phước đức nhân duyên lại càng sai khác hơn nữa. Người người khác nhau, kẻ kẻ bất đồng. Do đó, đã có vô lượng chúng sanh trong mười phương vãng sanh thì phẩm loại của họ cũng phải vô lượng. Đối với vô lượng phẩm loại sai khác như thế, Đức Thế Tôn chỉ tạm phân chia một cách tổng quát, nên trong phẩm này chỉ nói đến ba bậc thượng, trung, hạ. Đấy là cách phân chia giản lược nhất. Mỗi bậc lại tách ra làm ba loại nhỏ nên thành ra chín loại. Quán kinh gọi là chín phẩm. Mỗi phẩm trong chín phẩm đó lại có chín phẩm, thành ra 81 phẩm. Cứ lần lượt khai triển như thế đến vô lượng. Trong vô lượng thứ bậc ấy, nói một cách tổng quát thì gồm có ba bậc. Dẫu phẩm loại của những người vãng sanh thật khác xa nhau, nhưng khi luận đến cái nhân chủ yếu để vãng sanh thì chẳng gì khác hơn là phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm A-di-đà Phật. Đấy chính là cương tông của toàn bộ kinh này, là chìa khóa để vãng sanh cực lạc. Ba bậc vãng sanh chính là để phân loại bọn phàm phu chúng ta sau khi đã vãng sanh về tịnh độ. Nguyện hạnh công đức của từng bậc chính là khuôn phép để chúng ta noi theo, hồng cầu được vãng sanh. Nếu lòng chân thành cầu được vãng sanh thì phải nên tuân theo những khuôn phép đó, khác nào tấm gương sáng để ta luôn soi mình. Nên nhớ rằng tịnh tông được xưng tụng là dị hành đạo, tức đạo dễ hành, là vì so trong 84,000 pháp môn mà nói thì chỉ có pháp môn này dễ dàng nhất nên mới gọi là dị hành đạo. Chứ nếu xét theo những điều được dạy trong kinh này, ta thấy vãng sanh cũng chẳng phải là việc dễ. Nếu chẳng thật vì sanh tử phát tâm bồ đề, dùng tín nguyện sâu một dạ chuyên niệm mà mong vãng sanh thì không thể nào được. Kính mong những hành nhân trong hiện tại chớ đừng thoáng nghe tịnh tông là dễ tu liền sanh khinh mạng, tính tâm hời hợt, chí nguyện lơ là, miệng bàn tịnh nghiệp, tâm tiết trần duyên. Như vậy mà cầu sanh thì biết đến bao giờ mới được. Khi phán định chính phẩm trong quán kinh
có tương đương với ba bậc trong kinh này hay không, Cổ Đức đã lập ra lắm thuyết bất nhất. 1. Trường phái coi những phẩm loại được nói trong hai kinh là giống nhau, thì gồm những vị như Đàm Loan Đại Sư, Cảnh Hưng, Gia Tường, Liên Trì, Thiên Thai, v.v. Trong tác phẩm Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa, Ngài Đàm Loan nói, Kinh Vô Lượng Thọ nói, người sanh về an lạc chỉ có ba bậc, thượng, trung, hạ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, mỗi phẩm lại chia ra làm thượng, trung, hạ, 3 lần 3 thành 9, hợp thành 9 phẩm. Tịnh Ảnh Sớ lại viết, phàm các nhân dân trong 10 phương thế giới nguyện sanh cõi ấy thì có 3 bậc, gộp chung lại để nói thì như trong Quán Kinh. Nếu chia sơ lược thì có 3 bậc, chia tỉ mỉ thì thành ra 9. Ngài Gia Tường cũng viết trong Quán Kinh Sớ như sau: Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói 3 bậc, còn trong kinh đây, tức chỉ Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chia 3 bậc thành 9 bậc. 3 bậc là thượng, trung, hạ. 9 bậc là thượng phẩm có 3, trung, hạ cũng có 3, nên thành 9 bậc. Ngài Cảnh Hưng cũng bảo, do 9 phẩm trong kinh kia, tức Quán Kinh, gộp lại thành 3 bậc trong kinh này, nên giáo nghĩa dạy trong 2 kinh chẳng khác nhau. Ngài Liên Trì lại bảo, 3 bậc, 9 phẩm phù hợp khít khao với nhau, nào còn ngờ chi. Trong Quán Kinh Sớ, Ngài Thiên Thai cũng bảo, 9 phẩm trong kinh này, tức Quán Kinh, chỉ là để cho biết địa vị cao hay thấp, chúng chính là 3 bậc trong Đại Kinh. 2. Phái chủ trương các bậc phẩm nói trong 2 kinh là khác nhau thì có 3 vị như Linh Chi, Cô Sơn, v.v. Ngài Linh Chi bảo 3 bậc trong Đại Kinh chỉ tương ứng với thượng phẩm của Quán Kinh, chứ không dính dáng gì đến 6 phẩm kia, vì trong trung phẩm và hạ phẩm không nói đến việc phát Bồ Đề Tâm. Quan điểm của Ngài Cô Sơn thoáng hơn. Ngài cho rằng 3 bậc trong kinh này chỉ tương ứng với thượng phẩm và trung phẩm, chứ chẳng thuộc 3 phẩm hạ, vì người vãng sanh thuộc 3 bậc trong kinh này đều là thiện nhân, còn người thuộc 3 phẩm hạ trong Quán Kinh đều là ác nhân, lúc lâm chung sám hối niệm Phật nên được vãng sanh. Vì vậy các vị trên đều cho rằng chẳng thể phối hợp các phẩm loại của 2 kinh này với nhau. Trong tác phẩm Sớ Sao, Ngài Liên Trì Đại Sư đã dung hội các thuyết trên như sau. Sách Thảo Am Phụ Chánh Giải bảo rằng, Ngài Thiên Thai coi 9 phẩm giống với 3 bậc là vì xét theo thứ bậc mà nói, chứ chẳng xét trên nhân hạnh mà bàn. Ý các vị như Cô Sơn, Linh Chi chẳng trái nghịch ý Ngài Thiên Thai. Vì sao vậy? Do Ngài Thiên Thai phán định trên phương diện thứ bậc nên 3 bậc và 9 phẩm tương đồng. 2 vị đại sư lại chỉ xét trên nhân hạnh, nên 3 bậc chỉ tương ứng với trung thượng phẩm. Mỗi bên có cơ sở lập luận riêng, nên giáo nghĩa chẳng đồng. Do vậy, ý kiến các ngài chẳng trái nghịch nhau. Dựa trên thực tế mà luận, thì phiền não khác gì bồ đề. Sự ác lúc ban đầu nào trở ngại sự lành lúc chung cục. Ác nhân đã thành thiện thì lẽ đâu chẳng xếp vào hàng hiền thánh. 3 bậc 9 phẩm thật phù hợp khít khao với nhau, há còn nghi ngờ chi. Quan điểm dung thông của Ngài thật khế hợp pháp yếu, bởi vì chủ trương phối hợp 2 kinh với nhau của những vị như Thiên Thai v.v. là chú trọng vào địa vị sau khi vãng sanh, chẳng luận đến sự hành trì khi còn tu nhân. Các vị như Ngài Linh Chi v.v. coi 2 kinh khác nhau vì chú trọng về mặt hành trì khi tu nhân, nên mới xét đến việc chưa từng phát Bồ Đề Tâm lẫn hành vi thiện ác lúc bình thời. Do vậy, 2 vị cho rằng 3 phẩm hạ trong Quán Kinh chẳng tương ứng với bậc hạ nói trong kinh này. Trong đoạn văn trên, Ngài Liên Trì câu cuối, sự ác lúc ban đầu nào trở ngại sự lành lúc chung cục, khế hợp thánh tâm rất sâu xa. Kẻ ác lúc lâm chung nếu có thể sám hối phát tâm, chí tâm niệm Phật, thì kẻ ác đã thành người lành, nên cũng được Phật nhiếp thọ, tùy nguyện vãng sanh.
Do vậy, Liên Trì Đại Sư mới bảo, lẽ đâu chẳng xếp vào hàng hiền thánh, đồng lên cực lạc. Do những điều trên ta thấy, ba bậc trong kinh này và chính phẩm trong kinh kia thật tương ứng với nhau, chẳng còn ngờ gì nữa. Sách Báo Ân Luận cũng nói, bậc thượng trong kinh này tương ứng với người xuất gia, hai bậc trung hạ tương ứng với người tại gia. Do có quá nhiều phẩm loại nên chỉ đại lược nêu lên một cách tổng quát, nói chung có ba bậc. Với ba bậc ấy, Quán Kinh cũng tạm tách sơ lược thành chín phẩm. Kinh lại nêu hạng cực ưu và cực gián để bao quát vô lượng nhân hạnh sai khác. Lời bàn này cực hay. Trong Quán Kinh, có người chỉ trong khoảng bốn ngón tay liền được vãng sanh, gặp Phật, nghe Pháp, liền ngộ vô sanh Pháp nhẫn, trong khoảnh khắc đến phụng sự khắp các chư Phật, lần lượt được thọ ký, trở về nước mình, đắc vô lượng trăm ngàn đà ra ni môn. Đấy chính là hạng cực ưu, tức ưu thắng nhất trong ba phẩm. Kẻ hạ hạ phẩm là hạng ngũ nghịch thập ác, khi tướng địa ngục hiện, lâm chung sám hối, mười niệm được vãng sanh là hạng cực gián, tức thấp nhất trong bậc hạ. Quán Kinh nêu lên hạng tối ưu cũng như bậc tối hạ, nên luận mới nói, nêu lên hạng cực ưu và cực gián. Thoạt nhìn dường như hai kinh khác nhau, nhưng thật ra ý chỉ của chúng lại tương đồng. Phần Chánh Kinh. Bậc thường là hạng bỏ nhà, lìa dục, làm sa môn, phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm A-di-đà Phật, tu các công đức nguyện sanh cõi kia. Những chúng sanh ấy, lúc tuổi thọ sắp hết, A-di-đà Phật và các thánh chúng hiện ra trước mặt. Trong khoảnh khắc, liền theo Đức Phật sanh về cõi kia, lại tự nhiên hóa sanh trong hoa bảy báo, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. A Nan, do vậy nếu có chúng sanh nào muốn trong đời này được thấy A Di Đà Phật thì phải phát tâm vô thượng bồ đề, lại nên chuyên nghĩ đến cõi nước cực lạc, thiện căn đã tích tập nên đem hồi hướng. Do đó được thấy Phật sanh trong cõi kia, đắc bất thoái chuyển cho đến thành vô thượng bồ đề. Phần chú giải. Phàm phu có được dự phần vào bậc thượng vãng sanh hay không là một vấn nạn lớn trong Tịnh Tông. Cổ đức có vị bảo đây là hạnh Bồ Tát, như có thuyết bảo thượng thượng phẩm phải là Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa, thượng trung phẩm phải là từ sơ địa đến tứ địa Bồ Tát. Các phẩm khác cứ theo đó mà suy. Phàm phu chỉ có thể đạt từ trung phẩm trung sanh trở xuống mà thôi. Nếu thật như vậy, thì đại nguyện vô thượng của Phật Di Đà, cõi sen Tây Phương độc diệu, pháp môn trì danh dễ hành, diệu pháp vãng sanh thù thắng, đều thành hí luận, khiến cho diệu pháp Tịnh Tông chẳng thể nghĩ bàn, lại thành ra pháp có thể nghĩ bàn nổi ư. Vì vậy, đây chính là một điều cốt lõi của Tịnh Tông. Trong phần khái yếu của bản chú giải này, tôi đã tạm bàn đôi điều, nhưng chưa giải bày hết nổi ý chỉ này, nên ở đây tôi lại thử trình bày rõ hơn. Với cái sai lầm của cổ thuyết, chúng ta may mắn có được Đại sư Thiện Đạo đời Đường. Ngài đã dẫn đủ các kinh luận để cực lực đã phá cựu thuyết. Trong Tứ Thiếp Sớ, Đại sư đã luận như sau. Lại xem phần định thiện trong Quán Kinh và ý nghĩa kinh văn ba bậc thượng trung hạ thì toàn là sau khi Đức Phật nhập diệt, phàm phu ngũ trược chỉ do gặp duyên sai khác nên đến nỗi có chính phẩm sai biệt. Vì sao? Người trong ba phẩm trên là phàm phu gặp duyên đại thừa, người trong ba phẩm giữa là phàm phu gặp duyên tiểu thừa, người trong ba phẩm hạ là phàm phu ngu ác, ác nghiệp, lúc lâm chung nhờ bạn lành nương nguyện lực của Phật bèn được vãng sanh. Đến khi hoa kia nở thì mới phát tâm, chứ phải đâu là người mới học đại thừa. Cổ đức bảo bậc hạ là người mới học đại thừa. Nếu hiểu như thế thì mình lầm, làm người khác lầm
tai hại quá sức. Trong bản sớ giải, Ngài còn dẫn 10 đoạn quán kinh để chứng minh luận thuyết ấy. Ở đây tôi không trích dẫn đủ. Chính phẩm đài sen cõi cực lạc đều là nơi để phàm phu đời trượt vãng sanh. Chỉ do người đời gặp duyên có đại thừa, tiểu thừa sai khác, nên sau khi vãng sanh, bèn có bậc thượng, bậc trung, bậc hạ bất đồng. Tịnh tông là giáo pháp tối cực viên đốn. Nếu phàm phu thuộc căn khí đại thừa tin nhận được nổi, thì sẽ giải ngộ trọn vẹn, tu chứng trọn vẹn, thì sẽ vượt xa thường nhân cả kiếp. Người căn cơ viên đốn tu một ngày bằng thường nhân tu một kiếp. Do đó, họ có thể ngay trong một đời công hạnh viên mãn, chứng ngay thượng phẩm. Này, với bản kinh này, tôi dùng các luận khác để chứng minh ba bậc vãng sanh thật sự là vì phàm phu mà chỉ kiêm vì thánh nhân. Phẩm quyết thành chánh giác trong kinh này có những câu kệ như sau: khiến các quần sanh ấy đêm dài không ưu não, xuất sanh các thiện căn, thành tựu bồ đề quả. Nếu tôi thành chánh giác, lập hiệu vô lượng thọ, chúng sanh nghe hiệu ấy đều sanh trong nước tôi, thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn. Bốn câu đầu nói lên nguyên do phát khởi đại nguyện, muốn cho hết thảy chúng sanh trong đêm dài tâm tối được lìa các ưu bi khổ não, xuất sanh căn lành, thành tựu bồ đề. Ta thấy rõ Ngài thật sự muốn cứu tế khắp hết thảy những phàm phu đầy rẫy phiền não còn trong đêm dài tâm tối, khiến cho họ phát sanh thiện căn. Bốn câu kệ kế tiếp nói đến pháp Ngài dùng để phổ độ chúng sanh nghe danh sanh trong nước ta. Các chúng sanh ấy cũng chính là quần sanh còn trong đêm dài ưu não. Bởi vậy, Thiện Đạo Đại Sư mới bảo ba bậc chính phẩm toàn là vì bọn phàm phu ngũ trược sau khi Phật nhập diệt. Hai câu kệ cuối: thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn, cho thấy phàm phu ưu não một khi đã sanh cõi kia thì đều được chân thân kim sắc, diệu tướng viên mãn đầy đủ giống như Phật. Tiếp đó kinh còn nói, cũng dùng tâm đại bi lợi ích các quần phẩm, ly dục, chánh niệm sâu, tịnh huệ tu phạm hạnh. Ý nói, những người vãng sanh khi hoa nở thấy Phật, thân tâm thanh tịnh ngay, trí huệ bén nhạy, đại bi vô lượng, tự giác giác tha thành tựu bồ đề. Đấy đều là do sức oai thần, sức bổn nguyện, nguyện trọn đủ, nguyện rõ ràng, kiên cố, rốt ráo của A Di Đà Phật, nên mới có thể khiến cho phàm phu trong đêm dài ưu não đắc trí huệ thanh tịnh, thân tâm như Phật. Rõ ràng là phàm phu mang tâm đại thừa trong cõi này được Phật gia bị, bèn vãng sanh trong thượng phẩm, đắc vô sanh pháp nhẫn, thì có chi là lạ. Ngay câu đầu trong bài kệ tụng phát nguyện, Tỳ kheo Pháp Tạng đã bảo: tôi lập siêu thế chí. Những điều vừa nói trên chính là chỗ siêu thế. Lẽ nào là đem thói thường của mười phương để luận bàn phẩm vị cõi cực lạc ư? Sách Vô Lượng Thọ Kinh sau còn bảo rằng, Ngài Cảnh Hưng bảo rõ ba bậc chính phẩm là phàm phu vãng sanh, nên Ngài giảng rằng, một là phàm tiểu vãng sanh, hai là đại thánh vãng sanh. Chữ phàm tiểu chỉ ba bậc vãng sanh. Sách Du Tâm An Lạc Đạo cũng viết, lại nữa, 48 nguyện trước hết là vì hết thảy pháp phàm phu, rồi mới kiêm vì tam thừa thánh nhân. Do vậy, phải biết ý chỉ của tông Tịnh Độ là vốn vì phàm phu, kim vì thánh nhân. Hơn nữa, ngay trong câu đầu của phẩm này đã bảo, nói chung, chư thiên nhân dân trong mười phương thế giới, chí tâm nguyện sanh cõi kia thì gồm có ba bậc. Kinh nói cả ba bậc chỉ là chư thiên nhân dân trong mười phương, chẳng hề nói họ là Bồ Tát hay Thanh Văn. Như vậy, ba bậc được nêu trong kinh này trước hết là nhắm đến phàm phu, nhưng trong kinh cũng nói kèm đến thánh nhân như phẩm Bồ Tát vãng sanh. Nói các hàng Bồ Tát trong mười phương thế giới
sẽ được vãng sanh. Nếu chỉ nêu danh hiệu của họ thì hết cả kiếp cũng chẳng hết nổi. Bỏ nhà lìa dục làm sa môn. Bỏ nhà là xuất gia, làm sa môn là trở thành tăng. Tỳ bà Sa Luận nói: nhà là nhân duyên phiền não, xuất gia là để diệt cấu lụy, nên phải xa lìa nhà cửa. Huyền Uẩn Pháp Sư cũng bảo: xuất gia tạo ác rất khó, như thuyền lướt trên đất. Tại gia gây lỗi thật dễ, như thuyền buồm trôi trên biển. Lại nữa, xuất gia tu đạo dễ dàng như thuyền buồm bơi trên biển. Tại gia tu phước thật khó, như thuyền đi trên cạn. Nhưng có kẻ tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia, có kẻ thân xuất gia tâm chẳng xuất gia. Nay cả thân lẫn tâm đều phải xuất gia, nên mới bảo bỏ nhà lìa dục. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận cũng bảo: hết thảy chúng sanh do khát ái nên có huyễn thân, do huyễn thân nên có cõi nước. Bỏ nhà lìa dục thì khát ái thanh tịnh, nên cõi nước cũng thanh tịnh. Kinh Đại Bát Nhã nói: nếu Bồ Tát Ma Ha Tát lòng ham muốn mình sẽ đến được các cõi nước Phật, thì phải nên viễn ly hạnh tại gia. Như vậy, xuất gia là chánh nhân tịnh độ, vì viễn ly bất tịnh. Trong sách Du Tâm An Lạc Đạo, Đại sư Hải Đông Nguyên Hiểu Đời Đường đã viết: Kinh Vô Lượng Thọ nói đến nhân vãng sanh của ba bậc, bậc thượng gồm năm câu. Một là bỏ nhà lìa dục trở thành sa môn, câu này chỉ rõ phương tiện phát khởi chánh nhân. Hai là phát bồ đề tâm, đấy chính là chánh nhân. Ba là chuyên niệm đức Phật kia, đấy là tu quán. Bốn là làm các công đức, đấy là khởi hạnh. Quán và hạnh để trợ giúp cho nghiệp được viên mãn. Sư Nguyên Hiểu coi niệm Phật là trợ nghiệp, thuyết này chưa ổn. Trong phần bàn về Tông Thú Kinh, chúng ta đã bàn, ở đây không nhắc lại. Năm là nguyện sanh cõi kia, đây chính là nguyện. Bốn điều trên là hạnh, hạnh nguyện hòa hợp mới được vãng sanh. Trong phần trên, Khởi Tính Luận đã bảo xuất gia là chánh nhân của tịnh độ. Nguyên Hiểu Đại Sư lại coi xuất gia chỉ là phương tiện để phát khởi chánh nhân. Hai thuyết hơi khác nhau, nhưng xét ra thuyết của Ngài Nguyên Hiểu ổn đáng hơn. Xét theo Quán Kinh, trong cả ba phẩm thượng chẳng thấy nói phải xuất gia. Riêng trong phần Trung Phẩm Thượng Sanh có bảo tu hành các giới. Trung Phẩm Trung Sanh có nói: nếu một ngày một đêm trì giới sa di, hoặc một ngày một đêm trì cụ túc giới. Trong cả chín phẩm của kinh ấy, thì mỗi hai phẩm trên nói rõ là xuất gia. Riêng kinh này khác hẳn, trong bậc thượng bảo là xuất gia, trong bậc trung lại bảo chẳng thể hành hạnh sa môn. Ấy là do chúng sanh cơ duyên vô lượng sai khác, sự tu hành lúc còn tu nhân cũng thiên sai vạn biệt, mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống nhau. Tôi trộm nghĩ kinh chỉ phân chia các phẩm vị một cách sơ lược để giảng sơ về thứ bậc. Đây chỉ là tùy bệnh cho thuốc, tùy cơ thuyết pháp, nên chúng ta chẳng câu nệ một chiều, chết cứng nơi văn tự. Tôi trộm đoán rằng trong Pháp Hội Vô Lượng Thọ, Ngài A Nan là đương cơ, lại có 12,000 vị đại tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo ni hiện diện. Các bậc đại đức xuất gia như vậy đều đáng dự vào hạng vãng sanh bậc thượng. Vả lại, kinh này chính là bộ kinh đệ nhất của Tịnh Tông, nên những điều dạy trong kinh này đều là khuôn phép chánh tông. Bậc xuất gia tu được vãng sanh bậc thượng là chuyện thường tình, nên Đức Phật thuận theo nhân duyên ấy mà nói người vãng sanh trong bậc thượng là bậc xuất gia lìa dục tu hành sa môn. Quán kinh khác hẳn kinh này. Đương cơ trong pháp hội ấy là Vi Đề Hy Phu Nhân, A Nan và Mục Liên chỉ đứng hầu hai bên Đức Phật. Thích Phạm Chư Thiên đứng trên không đổ mưa hoa cúng dường.
trong hội chỉ có hai vị A Nan và Mục Liên là bậc tỳ kheo đại quyền thị hiện, không có bậc xuất gia nào khác. Trong pháp hội, bậc đương cơ nghe pháp và hàng vãng sanh bậc thượng chủ yếu là những người tại gia như Vi Đề Hy phu nhân, nên Phật ứng theo cơ duyên ấy chẳng nói đến chuyện xuất gia trong phần giảng về thượng phẩm vãng sanh. Quán kinh cũng dạy, Vi Đề Hy và 500 thị nữ nghe lời Phật dạy, ngay lập tức thấy được tướng rộng lớn của thế giới Cực Lạc, được thấy thân Phật và thân hai vị Bồ Tát, tâm sanh hoan hỷ, khen là chưa từng có, hốt nhiên đại ngộ, đạt vô sanh nhẫn. 500 thị nữ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nguyện sanh cõi kia. Đức Thế Tôn đều thọ ký, họ sẽ được vãng sanh. Sanh trong nước ấy rồi, sẽ đắc chư Phật hiện tiền tam muội, vô lượng chư thiên phát vô lượng đạo tâm. Ta thấy rõ, trong pháp hội quán kinh, bậc đương cơ toàn là căn khí đại thừa, lại đều là hàng tại gia phát tâm. Những người như thế chắc chắn là hạng vãng sanh trong bậc thượng. Vả lại, Vi Đề Hy phu nhân chứng đắc vô sanh pháp nhẫn ngay trong hiện đời, nên ắt phải thuộc bậc thượng phẩm thượng sanh nơi cõi Cực Lạc. Vi Đề Hy là phụ nữ tại gia, lại chứng đắc pháp nhẫn ngay trong hiện đời, thượng phẩm vãng sanh, đủ chứng tỏ người vãng sanh trong bậc thượng chẳng phải chỉ hạng cuộc trong hạng xuất gia, cũng như chứng tỏ diệu pháp Tịnh Tông phá tan mọi quy cách, chí viên cực đốn chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, sách Báo Ân Luận có nói, ông Lưu Di Dân ba lượt thấy Phật, được Ngài dùng áo phủ lên, được tay Ngài xoa đầu, tự thấy mình thuộc về thượng phẩm, nhưng ông chẳng phải là bậc xuất gia. Với chư tổ của Liên Tông và các vị Duy Ma, Hiền Hộ, vân vân, hết thảy các bậc vãng sanh, danh đức, tăng, lẫn tục, ta đều có thể dựa theo đó mà suy. Đời Tấn, ông Lưu Di Dân, hợp cùng Ngài Huệ Viễn niệm Phật ở Lô Sơn, được vãng sanh trước cả Ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn lúc sắp tịch, vừa xuất định thấy A-di-đà Phật, thân chật cả hư không. Trong viên quan của Ngài có các hóa Phật, Quán Âm, Thế Chí, đứng hầu hai bên. Lại thấy dòng nước tỏa quang minh chia làm 14 nhánh, cùng chảy lên rót xuống, diễn thuyết các âm khổ, không, vô thường, vô ngã. Phật bảo Ngài Huệ Viễn, ta do bổn nguyện lực nên đến an ủi ông, sau 7 ngày nữa ông sẽ sanh về cõi ta. Tổ lại thấy những vị trong liên xã đã vãng sanh trước, như các vị Phật Đà Gia Xá, Huệ Trì, Huệ Vĩnh, Lưu Di Dân, vân vân, đều đứng hầu bên Phật, bước đến bảo, sư phát tâm sớm, nhưng sao về muộn thế? Lúc còn sống, ông Lưu Di Dân ba lượt thấy Phật, sau khi tịch, theo Phật đến đón Ngài Huệ Viễn. Đấy là một chứng cớ chứng tỏ cư sĩ cũng có thể vãng sanh trong thượng phẩm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, hàng tại gia chiếm đa số trong 53 vị thiện tri thức của thiện tài đồng tử. Trong Mật Tông, tổ sư phái các cư Kargyupa là cư sĩ Ngài Mã Nhĩ Ba Marpa. Do tổ sư là hàng bạch y nên phái ấy thường được gọi là bạch giáo. Cư sĩ Duy Ma chính là Kim Túc Như Lai thị hiện. 16 vị hiền hộ chánh sĩ đều là tại gia Bồ Tát, là thượng thủ hàng Bồ Tát trong hội này. Do vậy, ta chớ nên chấp vào tướng tại gia hay xuất gia mà sanh phân biệt. Kinh này bảo thượng phẩm vãng sanh là hạng xuất gia, lìa dục. Quán kinh chẳng hề nói thượng phẩm vãng sanh phải là xuất gia. Vi Đề Hy phu nhân là nữ nhân tại gia, lại được thượng phẩm vãng sanh. 500 thị nữ cũng thượng phẩm vãng sanh. Thật ra hai kinh chẳng hề mâu thuẫn với nhau, vì Vi Đề Hy phu nhân đã mang tâm xuất gia. Ví dụ như ở Trung Hoa, phương Nam coi gạo là thực phẩm chủ yếu, phương Bắc coi lúa mì là thực phẩm chính. Gạo, mì tuy khác nhưng đều có công dụng làm thực phẩm chủ yếu, nên cũng như nhau.
Vì vậy, người tại gia mang tâm xuất gia cũng có thể sanh trong thượng phẩm. Trong Quán Kinh, sau bậc thượng phẩm, trung trung phẩm là người xuất gia. Kinh Vô Lượng Thọ dạy người tại gia cũng có thể sanh trong phẩm này. Phối hợp cả hai kinh, ta mới dễ nhận ra ý nghĩa chân thật. Vì vậy phải nên khéo hiểu thánh tâm, chứ đừng chấp chết cứng vào văn tự. Nếu hiểu câu bỏ nhà lìa dục là chú trọng tại tâm xuất gia, thì ý chỉ cả hai kinh thật chẳng sai khác. Câu phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật chính là cương lãnh của toàn bộ kinh này. Câu này đã được bàn tỉ mỉ trong phần nói về tông thú. Sách Di Đà Yếu Giải coi tính nguyện trì danh là tông của kinh Tiểu Bổn. Bản chú giải này lại dùng phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm làm tông, nhưng vẫn cùng một ý chỉ. Tính nguyện chính là một trong ba tâm nói trong Quán Kinh. Một là chí thành tâm, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Theo Tứ Thiếp Sớ, chí thành tâm là chân thật tâm là thâm tín tâm. Thâm tín tâm có hai điều: một là tin quyết định một cách sâu xa rằng thân mình hiện tại là phàm phu tội ác, từ bao kiếp đến nay thường chìm đắm lưu chuyển, chẳng có duyên gì để xuất ly. Hai là tin quyết định một cách sâu xa rằng 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ chúng sanh, không còn lo âu ngờ vực gì, nương theo nguyện lực của Ngài quyết định được vãng sanh. Hồi hướng phát nguyện tâm là từ trong tâm tin tưởng sâu xa chân thật, đem hết thảy thiện căn đã tu hồi hướng nguyện sanh cõi kia. Do đó ta thấy rằng tín nguyện, sách Yếu Giải nói đó, chính là ba tâm của Quán Kinh, mà ba tâm của Quán Kinh lại chính là bồ đề tâm nói trong kinh này. Phát bồ đề tâm nói trong kinh này chính là tín nguyện nói trong Di Đà Yếu Giải. Hơn nữa, một bề chuyên niệm chính là trì danh. Do hai bản Đại Tiểu A Di Đà Kinh nguyên lai chỉ là một kinh, nên tông của hai kinh ắt phải đồng nhất. Trong phần giảng về tông thú đã giảng kỹ về phát bồ đề tâm, nên ở đây chẳng bàn nhiều. Tôi chỉ trích vài đoạn trong phần luận về bồ đề tâm của An Lạc Tập để độc giả tham khảo thêm. An Lạc Tập do Ngài Đạo Xước soạn, bàn luận những điểm rất tinh yếu. Dưới đây tôi sẽ trích nguyên văn, có chú giải đôi chút nhằm giảng rõ phần nào lời luận. Đạo Xước Đại Sư đã lập ra 4 điều nghị luận quanh việc phát bồ đề tâm. Một là bàn về công dụng của bồ đề tâm. Sách An Lạc Tập viết rằng: thứ nhất là nêu lên công dụng của bồ đề tâm. Đại Kinh bảo, phàm muốn vãng sanh tịnh độ thì phải lấy bồ đề tâm làm gốc. Vì sao? Bồ đề chính là tên gọi của vô thượng Phật đạo. Nếu muốn phát tâm làm Phật thì tâm ấy rộng lớn trùm khắp pháp giới, tâm ấy rốt ráo ngang với hư không, tâm ấy lâu xa đến cùng tận đời vị lai, tâm ấy trọn khắp, lìa nhị thừa chướng. Nếu phát được tâm ấy thì khuynh đảo được sanh tử vô thỉ và trầm luân trong các cõi. Đem tất cả công đức hồi hướng bồ đề thì đều có thể đạt tới Phật quả, chẳng bị diệt mất. Tôi xin tạm giải thích thô thiển như sau. Trước hết, luận dẫn Đại Kinh để nói lên công dụng của bồ đề tâm. Đại Kinh chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Các vị Tịnh Ảnh, Đạo Xước, Thiện Đạo đều gọi Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Kinh. Ngài Thiên Thai gọi là Đại Bổn. Tâm Bồ Đề chính là cái gốc để vãng sanh tịnh độ. Nếu chẳng phát được tâm này thì dẫu cứ siêng tu nhưng cũng khác nào nước chẳng có nguồn, cây không có cội, nên trọn chẳng thể vãng sanh được. Từ chữ cớ sao trở đi là lời giải thích. Bồ đề nghĩa là giác. Vô thượng giác chính là Phật. Vì vậy bồ đề là danh xưng khác của vô thượng Phật đạo. Phát tâm làm Phật nghĩa là phát khởi cái tâm
tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Phát khởi được tâm như thế thì ta vốn đã là Phật. Cái tâm làm Phật này vốn sẵn đã là cái tâm là Phật. Nên luận nói tiếp: tâm này rộng lớn, về chiều dọc thì suốt cả ba đời, về chiều ngang thì trọn khắp hư không. Rốt ráo là chân tế rốt ráo, là tột cùng của nguồn pháp. Từ lâu xa diễn tả tâm ấy sáng suốt, lặng lẽ, chân thường, vĩnh viễn thoát khỏi sanh diệt. Trọn khắp là đầy đủ hết thảy, không thiếu, không dư. Tâm như vậy có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Nếu phát được tâm ấy thì có thể dẹp sạch mối sanh tử từ vô thỉ đến nay, cũng như sự trầm luân trong các cõi. Nếu lại có thể đem công đức hồi hướng Bồ Đề thì quyết định chứng được Phật quả. Tất cả công đức ấy nhất định chẳng luống uổng, cũng chẳng bị tổn thất hay diệt mất. Lời dạy này của Tổ Đạo Xứ đã chỉ thẳng vào ngay công dụng của Bồ Đề Tâm, vượt ra ngoài khả năng suy lường hiểu biết của chúng ta, thật là vi diệu khó nghĩ bàn. Xin lại dẫn Bồ Đề Tâm luận của Mật Tông để chứng minh thêm. Luận nói: tâm Bồ Đề này chứa đựng hết thảy công đức của Bồ Tát. Nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư cho hết thảy. Nếu quay trở về gốc thì chính là cõi nước Mật Nghiêm, chẳng đứng dậy khỏi tòa mà có thể thành tựu hết thảy Phật sự. Công dụng của Bồ Đề Tâm thật chẳng thể nghĩ bàn. Thứ hai là nêu lên danh và thể của Bồ Đề. Nhưng Bồ Đề có đến ba thứ: một là pháp thân Bồ Đề, hai là báo thân Bồ Đề, ba là hóa thân Bồ Đề. Pháp thân Bồ Đề chính là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không, tự tánh thanh tịnh, thể không uế nhiễm, lý xuất thiên chân. Chẳng cần phải tu thành nên gọi là pháp thân, là bản thể của Phật đạo nên gọi là Bồ Đề. Báo thân Bồ Đề là tu đủ vạn hạnh, cảm được cái quả báo thân Phật. Do quả tương ứng cái nhân nên gọi là báo thân. Viên thông vô ngại nên gọi là Bồ Đề. Hóa thân Bồ Đề là từ báo khởi dụng, hướng đến muôn vàng căn cơ nên gọi là hóa thân. Lợi ích chúng sanh một cách viên thông nên gọi là Bồ Đề. Xin giải thích. Thứ hai là bàn về danh và thể của Bồ Đề, chia ra thành pháp, báo, hóa ba thân để luận. Pháp thân Bồ Đề chính là chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không. Câu tự tánh thanh tịnh, thể không nhiễm uế, chính là Như Lục Tổ bên Thiền Tông nghe câu vô trụ sanh tâm, chợt đại ngộ, bèn nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Ý nghĩa của câu lý xuất thiên chơn, chẳng cần phải tu thành, giống như câu nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Lý xuất thiên chơn nghĩa là lý tự nhiên như vậy, khác nào những chân lý hiển nhiên trong trời đất. Do vốn tự đầy đủ nên nào cần phải tu thành. Ngũ Tổ nghe nói như thế, bèn trao y bát, lập ngài Huệ Năng làm tổ thứ sáu. Ngài cũng nói: chẳng biết bổn tâm thì học pháp vô ích. Nếu biết rõ bổn tâm của chính mình, thấy tự tánh của chính mình thì đáng gọi là trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Lúc ấy đại sư Huệ Năng còn chưa xuống tóc, vẫn còn là người làm công trong chùa. Một phen phát ngộ tâm này, bèn thăng ngay lên địa vị tổ sư. Đây chính là Như Bồ Đề Tâm luận nói: nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư cho hết thảy, chẳng đứng dậy khỏi tòa mà có thể thành tựu hết thảy Phật sự. Tâm Bồ Đề vượt thoát phàm tình, công dụng khó nghĩ tưởng. Tâm tánh như vậy được gọi là pháp thân. Tâm tánh ấy là bản thể của Phật đạo nên gọi là Bồ Đề. Tiếp đó ngài giảng về báo thân. Pháp thân vốn sẵn đủ chính là tánh đức. Có công tu đức thì tánh đức mới được hiển lộ. Vì vậy phải tu đủ vạn hạnh, công đức trang nghiêm
mới đắc báo thân Phật quả. Báo thân viên minh cụ đức, thông đạt vô ngại, nên bảo là viên minh vô ngại, nên gọi là báo thân Bồ Đề. Từ báo thân hiện ra hóa thân, tùy căn cơ mà hóa hiện, diệu dụng vô cùng, nên bảo là lợi ích chúng sanh một cách viên thông, và gọi là báo thân Bồ Đề. Thứ ba là chỉ rõ phát tâm có sai khác. Nay nói về hành giả tu nhân phát tâm thì phải có đủ ba điều. Một là cần phải hiểu thấu hữu vô tự tánh thanh tịnh từ xưa đến giờ. Hai là duyên tu vạn hạnh, 84.000 ba la mật môn, vân vân. Ba là đại từ bi làm gốc, luôn lấy việc độ sanh làm bản hoài. Ba nhân ấy tương ứng với đại Bồ Đề, nên gọi là phát tâm Bồ Đề. Lại như Tịnh Độ luận, tức là Vãng Sanh luận, bảo rằng: nay phát Bồ Đề tâm chính là tâm nguyện làm Phật, tâm nguyện làm Phật chính là tâm độ chúng sanh, tâm độ chúng sanh chính là tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh vào cõi có Phật. Nay nguyện sanh Tịnh Độ thì trước hết cần phải phát Bồ Đề tâm. Xin giải thích. Phát tâm có sai khác, nghĩa là có hai loại phát tâm. Trước hết, trong khi còn tu nhân, cần phải phát khởi ba thứ tâm sau đây. Một là cần phải hiểu thấu hữu vô và tự tánh vốn sẵn thanh tịnh từ xưa đến nay. Câu hiểu thấu có không chính là mấu chốt huyền nhiệm để giải ngộ cái tâm. Vô chính là như những chữ vô được nêu lên liên tục, từ vô nhĩ căn cho đến vô trí diệt vô đắc trong tâm kinh, và cũng giống như kinh Niết Bàn dạy, lần lượt thuận, nghịch, nhập siêu thiền định như thế, lại bảo đại chúng: ta dùng Phật nhãn xem khắp hết thảy các pháp trong tam giới, tánh của vô minh bổn tế vốn là giải thoát, tìm khắp mười phương trọn chẳng thể được. Do gốc là không, nên với cành lá đều được giải thoát. Giải thoát khỏi vô minh cho đến với lão tử đều được giải thoát. Do nhân duyên ấy, ta nay an trụ trong thường tịch diệt quang, gọi là Đại Niết Bàn. Hết băng 15, xin nghe tiếp băng 16.